là cái phần nền mà sáng nay mình sẽ thay vào để cho các bạn thấy ngày thứ nhất Thanh Sơn bắt đầu ôn lại tiếng Anh cơ bản cho những người mất gốc, nhất là Thanh Sơn trong những ngày giãn cách xã hội 16 theo chỉ thị 16 của chính phủ. Thì chúng ta chỉ cần một ngày như kế hoạch Sơn đã nói với các bạn trong cái video trước, thì chúng ta chỉ cần một câu duy nhất, từ đơn giản đến phức tạp. Đây không phải, Sơn nhắc lại, không phải là hành trình của một cái việc mà Sơn sẽ dạy tất cả các U60 đọc tiếng Anh, bởi vì Sơn đang mất gốc tiếng Anh mà. Đây chỉ là lưu lại những video về cái sự rèn luyện mất gốc tiếng Anh của Thanh Sơn như thế nào vào tuổi U60 trong những ngày đại dịch. Chúng ta làm những cái việc tích cực để chúng ta có được một cái quá trình rèn luyện bản thân về việc mất gốc tiếng Anh của chúng ta, và kết quả như thế nào. Thì Sơn mong rằng kết quả sau 60 ngày, 90 ngày, 120 ngày hoặc 365 ngày, Sơn sẽ có một kết quả gửi đến cho các bạn trong YouTube, trong những cái video này một cách rất là thành công. Và các bạn hãy xem video của Thanh Sơn để làm một cái động lực cho chị em phụ nữ chúng ta nhé. Hi, chào tất cả các bạn. Như mình vừa giới thiệu qua giọng nói, thì hôm nay mình bắt đầu bài học thứ nhất. Bài học thứ nhất thì rất đơn giản, làm Sơn nghĩ ra là trước tiên là mình cài đặt tất cả những cái ngôn ngữ trong điện thoại của mình là ngôn ngữ tiếng Anh, để hàng ngày mình tiếp cận những cái ngôn ngữ đó, và khi chúng ta không hiểu gì thì chúng ta làm như thế nào nào? Hỏi anh Google, đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài học thứ nhất rất đơn giản. Trước tiên cài ngôn ngữ của điện thoại hàng ngày mình đều cần, nó gần như là chiếm hết cả thời gian của chúng ta trong cái mùa giãn cách xã hội này. Thì đa phần là mọi người đều ở nhà, cập nhật thông tin, tin tức, đặt hàng online đều bằng cái điện thoại smartphone của chúng ta. Vì vậy mà chúng ta sẽ có một cái dịp giao tiếp tiếng Anh rất là hữu ích với những từ thông dụng hàng ngày. Điều thứ hai là chúng ta hãy viết một cái kế hoạch ngày. Viết cái kế hoạch ngày của chúng ta đơn giản thôi, làm những gì, những cái từ gì thì chúng ta cứ viết vào, và chúng ta cứ viết tự nhiên, viết một cách tự nhiên, chúng ta không sợ là nó sai. Và sau đó chúng ta sẽ tra lại Google, hoặc chúng ta dùng một cái phần mềm Prom ở trên mạng giới thiệu những cái phần mềm để chúng ta chỉnh sửa lại cái chữ chúng ta cho phù hợp, cho nó đúng và chính tả. Điều thứ ba là chúng ta làm gì. Hôm nay Sơn sẽ bắt đầu nói cho các bạn nghe những cái hành trình trong việc học tiếng Anh trong cái video này. Nào, chúng ta bắt đầu, hãy hành trình cùng học tiếng Anh mất gốc của Thanh Sơn. Mình làm lại từ đầu. Cứ làm đi, 60 ngày, 90 ngày, 120 ngày hay 365 ngày. Bây giờ chúng ta quyết tâm cùng học lại tiếng Anh mất gốc. Nào, chúng ta bắt đầu. And all of us.
Bây giờ đến phần tập đọc. À có quá, không ai dạy mình đọc hết, cho nên mình phải tra lên Google. Rồi Google đọc sao thì mình đọc lại như thế. Bây giờ thì mình đọc những câu không chuẩn ngày đầu tiên, sau đó chúng ta sẽ nghe lại hai bên Google và phát âm của mình để chúng ta thấy được những cái sai của ta. Và bây giờ Sơn đọc câu thứ nhất cho các bạn nghe nhé. Breakfast, cafe, showing, do exercise. Câu thứ hai, listen, final, evening, meditation, with, thay, pháp, hòa. Câu thứ ba, make a phone call to my doctor, bao vi, and bob. Câu thứ tư, my phone settings, English language. Câu thứ năm, there only one English sentence a day. Câu thứ sáu, cooking with Miss Yang. Câu thứ bảy, enjoy with two boys, me, Cú Lan, Cú Sầm. Câu thứ 8, khó quá các bạn. Câu này, make day YouTube of nhà Cú Khoai for Cú Sầm and edit it to YouTube channel design for Cú Sầm. À, phần thứ 9 thì relax now. Và số 10 thì hơi khó nha. Đó là cái câu mà ngày mai mình sẽ đọc cho các bạn và sẽ cho các bạn hiểu cái nghĩa của câu đó, vì câu đó là một cái vấn đề nhạy cảm của gia đình. Và bây giờ chúng ta sẽ đọc lại, tự đọc lại, và chúng ta bắt đầu bằng những cái giờ phút thư giãn của chúng ta. Và bây giờ nếu video này hữu ích cho các bạn về tinh thần sảng khoái và tích cực trong những ngày giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của thành phố Hồ Chí Minh, thì các bạn, nhất là các bạn U60, U50 trở đi, hãy like, share và đăng ký kênh YouTube của cô Sơn Sài Gòn nha. Xin chào và hẹn gặp lại vào ngày mai. Video sẽ có nhiều điều thú vị hơn. Xin chào và hẹn gặp lại. More than 10 laborers. But this happiness, this couple construction, only a young couple. Lot of work to be done. Lot of careful, so you won't break your happiness.